Hôm nay giới thiệu với anh em một con cassette deck của Tech, mã là V680. Con này thì thuộc dòng phân khúc trung cấp của hãng chứ không phải cao cấp. Máy thì được trang bị đầu từ Canon 3H, một trục cáp tan, một bánh tì. Được sử dụng bộ cơ khá đơn giản. Có một dây Cura nó kéo kéo trục rít và dưới là có bánh răng hỗ trợ luôn bánh tì là trục 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 cáp tan đấy. Đấy. Thì con này thì nó có chỉnh BS ngoài này. Hai kênh độc lập tín hiệu vào. Và đây là tín hiệu tổng. Còn mấy cái này thì không có gì cả, Dubai với lọc thôi. Làm dề như kiểu người Việt Nam hay nói thì đây. Táp sược tín hiệu vào, táp sược đây. Đấy. Con này thì được sản xuất tại Nhật Bản. Tech chưa gia công ở thị trường thứ ba như 1030, 1050 hay là 6030, 8030. Đây tôi qua một đoạn thu thử. Thu con này thì đơn giản thôi, thì cũng ấn Jack cộng play thôi. Sau đó thì cho một vài tín hiệu vào thu thử của Như Quỳnh nhá. Đây là tam này, băng này, tam này. Cho to lên này. Hai cái kênh vào thì để tầm 9 giờ là vừa. BS nhiều tép thì vặn đây nhưng mà thôi cứ để giữa này cho nó cân. Máy đằng trước thì còn khá đẹp. Đây là trên lưng nó có mấy con ốc để mà chả hiểu nhà sản xuất nó sản xuất làm gì. Không có ốc nào. Nó mua qua như này thôi. Sau thì made in Japan này. Đây made in Japan này. Ok nhá, nói chung là đây là máy ngon bổ rẻ. Nói chung là đầu tư ít nhưng mà thu kết quả nhiều. Đấy. Ok anh em nhá.